Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì Thái Việt đang trong cái thời gian chuẩn bị hồ sơ để mà xin cái tư cách lao động để mà cuối năm nay Thái Việt gia hạn visa cho nó dễ. Thì cái tư cách lao động là cái gì, là cái để mà mình xin phép để cho cái cục cấp cho mình một cái giấy tư cách gọi là chứng minh cho mình, xác thực cho mình đó là cái công việc hiện tại nó đúng với bằng cấp. Cho nên ngày hôm nay thì Thái Việt cũng có chia sẻ một chút về cái tình trạng hiện tại. Thì thực sự mà nói là Thế việc cái công việc của Thái Việt là rất là đơn giản, từ sáng tới tối chỉ ngồi một chỗ là ngồi mài cái cục sắt thôi, mài cục sắt làm sao cho nó bóng loáng lên là được đó. Nhưng mà Thái Việt xin với cái tư cách đó là giải trình là kiểm tra chất lượng sản phẩm. Thì bởi vì mình sang đây là gì, là kỹ sư. Kỹ sư là cái gọi là cái tư cách mà mình được phép lao động làm việc ở Nhật Bản. Thì ở Nhật Bản hiện tại có hàng trăm ngàn kỹ sư. Nhưng mà kỹ sư là gì? Là một cái dạng lao động cao cấp, là một cái dạng lao động mà nó sử dụng đầu óc, bởi vì chúng ta học 3 năm, 5 năm đại học, cao đẳng gì đó. Thì ra sang đây không thể nào mà ra trường sang đây không thể nào mà làm chân tay được. Nhưng mà đến 95% những anh em kỹ sư sang đây đều làm việc bằng chân tay. Cho nên là nếu mà nói đúng trái, đến 95% là những người kỹ sư ở Nhật Bản là không đúng với vai trò. Cho nên là khả năng nếu mà cục làm khó thì đến 95% những người này phải về nước đó. Thì mặc dù như thế, thực tế là như vậy, nhưng mà ở Nhật Bản thì cái tình trạng thiếu hụt lao động á, cho nên là không thể nào mà cục làm khó được đó. Bởi vì là khi chúng ta làm cái gì thì cục đâu biết đâu đó. Mặc dù là mình làm thì làm chân làm tay, bốc vác sắt các thứ. Ví dụ như kỹ sư xây dựng thì đi bốc giàn giáo này, để vác xi măng rồi vác sắt rồi là làm đủ thứ đó. Nhưng mà vẫn cứ ghi trong giải trình lên cục là tôi là làm gì nhỉ? Thiết kế, tính toán bản vẽ, rồi quản lý công nhân, rồi là tính toán gọi là kết cấu độ bền của công trình các thứ đấy. Thì nhưng mà thực tế thì nó hoàn toàn khác. Thì cục chỉ biết rằng là cái thằng này nó giải trình như vậy, nó giải thích là công việc của nó như vậy đấy, công ty cũng xác nhận là như vậy rồi thì cục sẽ cho qua. Chứ còn cục thừa biết một công ty ở Nhật Bản mà 10 kỹ sư mà đến 10 nhân viên chính thức mà đến 9 kỹ sư, mà 9 kỹ sư này là đều là làm gì, ví dụ công ty cơ khí thì là bảo trì máy móc, máy đâu mà nhiều thế, máy đâu mà để 10 nhân viên chính thức mà 9 kỹ sư rồi đó, nó thừa biết. Nhưng mà bởi vì là cục cũng không làm căng lắm chứ nếu mà làm căng thì đến 95% những cái người kỹ sư hiện tại ở Nhật Bản là phải ra về đó. Đó, cho nên là Thế Việt thấy có nhiều anh chị em là comment trên kênh của Thế Việt là sao mà bọn mày sao làm kỹ sư mà làm công việc gì đơn giản vậy, đó đâu phải kỹ sư đâu, đó gọi là công nhân. Thì đúng đó, Thế Việt cũng thừa nhận là 95% những anh em kỹ sư sang đây để làm công nhân. Kỹ sư chỉ là cái mác thôi, cái để mà hợp pháp, để mà anh em chúng tôi có thể sang đây để làm việc thôi. Chứ mục đích sang đây chỉ là để kiếm tiền, làm sao càng nhiều càng tốt. Còn cái chữ kỹ sư nó không cần thiết nữa. Kỹ sư chỉ là cái để mà ghi lên thẻ ngoại kiều thôi. Đó, là làm sao để mà giải trình để cho nó phù hợp thôi. Chứ không thể nào mà sang đây mà không có một cái tư cách nào đó. Đó. Thì những cái công việc hiện tại của kỹ sư ấy, ở Nhật Bản hầu như là nó dành cho thực tập sinh thì đúng hơn. Đó. Nhưng mà bởi vì cái thực tập sinh thì nó số lượng cũng có hạn. Đó. Cho nên là Nhật Bản thiếu thốn người, cho nên là kỹ sư phải nhảy luôn làm luôn phần của thực tập sinh. Đó. Thì thấy việc sắp tới làm, nhưng mà cuối năm vẫn thuê thực thư, nhưng mà sắp tới đây Thái Việt cũng phải giải trình và có khả năng phải thuê luật sư luôn, để làm sao nó luật sư là một người nào đó nó giỏi, nó am hiểu, nó biến không thành có, biến có thành không. Luật sư giỏi thì nó có thể biến một cái kỹ sư kinh tế làm công ty cơ khí cũng được, kỹ sư cơ khí làm công ty xây dựng cũng được đó. Cho nên là công ty Thái Việt hiện tại là công việc quá đơn giản, cho nên là nó phải giải thích làm rằng anh này là làm công việc gì này, hàng ngày làm cái gì cái gì cái gì đó. Là mặc dù là ngồi mài nhưng mà phải khai khai gian khai dối là tao kiểm tra chất lượng sản phẩm, là đánh giá cục hàng này là có độ bền, độ bóng như thế nào, độ nhám của chất lượng sản phẩm như thế nào đó. Nói chung là
cái luật sư ở bên này thì nó hô biến có thành không đó, thì cho nên là anh em kỹ sư ở Việt Nam, ở Nhật Bản thì cũng quen rồi. Luật sư thì bây giờ bên này nó có rất là nhiều, và luật sư thì nó có một cái dạng gọi là dạng chuyên gia hạng visa và giải trình, cho nên là anh em là chuyển công ty mà làm khác với ngành nghề khi mà mình sang đây ấy, với sang Nhật Bản với một cái vai trò khác, gọi là kỹ sư cơ khí, kỹ sư lập trình các CAM hay kỹ sư thiết kế chương trình CNC các thứ. Nhưng mà khi chúng ta chuyển công ty ấy, thì chúng ta làm công việc khác thì chúng ta vẫn có thể giải trình được, miễn là luật sư giỏi và giải trình phù hợp, giải trình là thích hợp, làm sao mà cục nó cảm thấy nó không bị ngứa tai là được, cảm thấy dễ chịu là nó cho qua. Đó. Chứ cục nó cũng không làm khó cái gì. Cục thỉnh thoảng thì Thái Việt đã từng nghe nói là cục có đi kiểm tra đột xuất vào một số công ty và phát hiện ai mà làm sai với cái tư cách thì sẽ phải về nước hoặc là bắt buộc phải chuyển công ty. Nhưng mà cái tình trạng đó hiếm lắm. Hàng trăm ngàn kỹ sư không thể nào cục đi kiểm tra từng người một được, chỉ là một vài trường hợp đặc biệt thôi. Đó. Thì bản thân Thái Việt thì cuối năm gia hạn cho nên là cũng hơi sợ sợ, thì mình cũng cố gắng để giải trình làm sao để mà cho nó đậu với gọi là tư cách lao động, để nó xác nhận là mình làm việc phù hợp. Thái Việt là kỹ sư cơ khí, nhưng mà hồi trước làm được máy CNC cũng không đúng các bạn ạ. Đúng là CNC là đúng nghề rồi, nhưng mà mình phải là thiết kế hoặc là mình vận hành máy, nhưng mà làm những cục hàng gọi là đẳng cấp, tự viết chương trình. Đây mình hồi xưa là chỉ có bỏ cục phôi vào ấn nút, bỏ phôi vào ấn nút, sau này thì đi bắp sắt rồi đi bóc thép, bây giờ thì ngồi mài sắt, cho nên là những công việc đó không phù hợp. Thế việc cũng chia sẻ với các bạn về cái thực trạng anh em chúng tôi ở bên này công việc nó không hề phù hợp đó. Thì anh em nào sang đây miễn là có bằng cao đẳng là được, các bạn trở lên chúng ta cứ sang làm kỹ sư, còn làm không đúng ngành không đúng nghề, làm công ty đơn giản mặc kệ, miễn là nó cái công ty môi giới họ sẽ thuê luật sư và họ giải trình là cái bằng mình phù hợp là được. Nhiều anh nói là công ty cơ khí mà sao tôi bằng xây dựng vẫn đi được, không sao miễn là nó giải trình ok là ok à. Đó, nhiều anh học công nghệ rồi học kinh tế nhưng mà sang vẫn làm công ty giày dép, bởi vì trong đó nó có những cái nó giải trình phù hợp đó. Cơ khí thì bảo trì máy này, kinh tế thì liên quan đến buôn bán hay là tính toán gì đó, nói chung là nó luật sư nó giải trình hết các bạn. Thì sắp tới làm cái tư cách lao động thì mình cũng chia sẻ quay clip cho các bạn biết hiểu rõ thêm đó về cái thực trạng hiện tại của anh em kỹ sư bên này đó. Thôi thì xin chào và hẹn gặp lại bằng một clip sau nha.